Ok, hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cùng với cả em Nam. Thì đây là cái chương trình bản tin chứng khoán vào buổi sáng vào 6 giờ sáng hàng ngày. Thì mời các anh chị cùng đón xem. Thì chúng ta đánh giá cái phiên giao dịch ngày hôm qua. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm qua, index có một cái phiên tăng điểm khá là tốt với thanh khoản vào. Thì kết phiên index tại cái vùng 1074,98 điểm, tăng 11,22 điểm, tương đương với 1,05%. Thanh khoản thì ở mức rất cao, 13.700 tỷ. Số lượng mã xanh chiếm tới 324 mã, áp đảo hoàn toàn mã đỏ, chỉ có 69 mã thôi. Cái điều này cho thấy là thị trường tăng khá là đồng đều và cái dòng tiền có một sự lan tỏa khá tốt ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Thì một số các cái cổ phiếu mà đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chúng ta có nhóm chứng khoán, chúng ta có SSI, đặc biệt là VND tăng trần với cái mức dư trần là 1,9 triệu cổ phiếu. Rồi các cổ phiếu như HCM, VCI rồi SHS, MBS cũng đang giữ được một cái trạng thái tăng khá tốt. Thì đây là các cái cổ phiếu đầu ngành của nhóm chứng khoán và nó đã bật tăng. Thì cũng đã chia sẻ với anh chị là những cái cổ phiếu này thì thông thường nó sẽ bật tăng cùng với cả thị trường. Thì trong phiên ngày hôm qua thì cái điều đấy nó đã xảy ra. Thì các anh chị nào mà đang nắm giữ nhóm chứng khoán thì Nam nghĩ là mọi người vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được trong ngắn hạn, trung hạn và cả trong dài hạn. Bởi vì nhóm chứng khoán hiện tại là đang được một cái vĩ mô hỗ trợ khá là tốt liên quan đến cái việc mà giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước. Thì nhóm chứng khoán thì luôn luôn là một cái nhóm mà nó sẽ rất là nhạy với cả lãi suất. Và các anh chị hình dung là cái lãi suất điều hành ấy nó là định hướng cho cái sự phát triển của cái nền kinh tế thực ngoài kia từ giờ cho đến cuối năm, thậm chí là trong cái năm tiếp theo 2024, chứ không phải là cái việc ngày hôm nay người ta giảm lãi suất, ngày mai người ta lại tăng luôn anh chị nhé. Ok, chúng ta có nhóm bất động sản cũng là cái nhóm khá là tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm qua, mặc dù thì cái biên độ tăng giá thì nó cũng không phải là quá lớn. Các cổ phiếu như đất xanh, như Shell, như Dick rồi hầu hết các cổ phiếu đều giữ được một cái sắc xanh anh chị nhé. Nhóm banh thì cũng là một cái nhóm mà tăng khá tốt trong phiên giao dịch ngày hôm qua, nhưng mà cái biên độ của nó thì cũng ở mức trung bình thôi. Nhóm dầu khí thì là một cái nhóm rất mạnh trong giai đoạn vừa rồi, thì trong phiên giao dịch ngày hôm qua là có những cái tín hiệu về việc điều chỉnh tích lũy. Thì đây là những cái nhịp mà gọi là hạ nhiệt điều chỉnh tích lũy tích cực của nhóm dầu khí trước khi nó bước vào các cái nhịp tăng tiếp theo. Nhóm đầu tư công thì là một cái nhóm cổ phiếu mà nó đã hút tiền vào trong khoảng đầu giờ chiều phiên ngày hôm qua. Tuy nhiên đến cuối phiên thì nó không duy trì được một cái sắc xanh khá tốt. Các cổ phiếu như LCG, HHV, FCN, VCG thì đều chịu những cái áp lực chốt lời vào cuối phiên. Tuy nhiên thì đây cũng là những cái vận động ngắn hạn bình thường thôi. Thì Nam đánh giá là các cái cổ phiếu đầu tư công là cũng là các cổ phiếu mà đang khá tích cực ở thời điểm hiện tại. Thì các anh chị hoàn toàn có thể tìm các cái điểm mua gia tăng, còn nắm giữ thì mọi người vẫn có thể tiếp tục nắm giữ. Đối với cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cũng là một cái nhóm ngành mà Nam đã view cho anh chị rất là tích cực ở thời điểm hiện tại. Các cổ phiếu như GVR này, SSC, KBC, IDC thì cũng đã đều khuyến nghị các anh chị trong cái giai đoạn vừa qua. Anh chị nào đang nắm giữ thì mọi người vẫn có thể tiếp tục nắm giữ, và các cái điểm ra mua gia tăng thì mọi người có lẽ sẽ phải chờ, bởi vì là nó đã qua khá là xa các cái điểm mua an toàn rồi anh chị nhé. Thì lát nữa mình sẽ phân tích kỹ hơn. Ok, vừa rồi thì Nam đã review một vòng nhanh các cái biến động của index trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Thì các anh chị cảm thấy cái chia sẻ của Nam là hữu ích thì mọi người có thể để lại một lượt like, một lượt subscribe để ủng hộ cho cái chương trình chứng khoán sáng của Nam trong thời gian tới anh chị nhé. Anh chị mà muốn tìm một cái người đồng hành trên chặng đường đầu tư thì mọi người có thể về với đội của Nam bằng cách là mở một cái tài khoản VPS hoặc là chuyển ID về Nam quản lý theo cái mã ID R808 anh chị nhé. Ok, tiếp theo thì Nam sẽ review cho các anh chị về các cái thông tin liên quan đến hành động của khối ngoại. Hành động của khối ngoại thì trong cái tuần vừa qua, tức là tuần trước ấy, thì là index khối ngoại bán ròng khá là mạnh, đâu đó khoảng tầm 2.500 tỷ. Thì có một cái điểm sáng trong phiên giao dịch ngày hôm qua, đấy là khối ngoại mua ròng 123 tỷ. Thì đây nó cũng là các cái động lực, các cái tín hiệu tích cực cho thị trường ở thời điểm hiện tại nhé. Khi mà khối ngoại ngừng bán ròng thì index của chúng ta ngay lập tức bật tăng luôn. Thì đây là một tín hiệu khá tích cực. Còn về mặt thanh khoản thì anh chị có thể thấy là thanh khoản thì nó tăng đều và mạnh so với cái phiên giao dịch thứ sáu. Anh chị là cái đường màu vàng này là phiên giao dịch ngày hôm qua, còn cái đường màu xanh ấy là phiên giao dịch ngày thứ sáu. Thì anh chị có thể thấy là dòng tiền vào thị trường khá là đều trong cả cái phiên giao dịch ngày hôm qua. Đây là một cái tín hiệu khá tốt anh chị nhé. Rồi bây giờ thì Nam sẽ đi vào cái phần đánh giá chi tiết hơn về cái chart đồ thị để chúng ta xem cái vận động của VN Index ở thời điểm hiện tại nó như thế nào và chúng ta sẽ mua bán giảm sao anh chị nhé. Thì đây là cái đồ thị chart giờ của VN Index. Thì anh chị có thể thấy là index của chúng ta nó đã vượt qua được cái vùng kháng cự. Nếu như anh chị vẽ một cái kênh trong cái giai đoạn vừa qua, trong khoảng tầm một tuần vừa qua, thì nó đã vượt qua được cái kênh này. Đấy, và nó đang có các cái xu hướng tăng khá là tốt ở trong ngắn hạn. Và đường giá thì đang về lại các cái vùng kháng cự
cũ quanh cái vùng 1070, 1075. Thì đây cũng là một cái vùng kháng cự khá là cứng. Thì ở cái vùng này thì index nhiều khả năng nó sẽ cần phải những cái phiên tích lũy ở trên cái vùng này trước khi bước vào một cái xu hướng tăng mới. Về cái chart đồ thị trong chart ngày thì anh chị cũng có thể thấy là index nó đã vượt qua được cái vùng tam giác tích lũy mà Nam đã vẽ cho các anh chị trong cái giai đoạn vừa qua. Thì ở đây để Nam vẽ lại cho các anh chị nhé. Đó, nó đã vượt qua được trong phiên giao dịch ngày hôm qua với khối lượng gia tăng. Thì đây là một trong những cái tín hiệu khá là tích cực của VN Index ở thời điểm hiện tại nhé. Đó, nó đã vượt qua được rồi. Thì thông thường là vượt qua như thế này, thì nó sẽ có những cái phiên tuy là đã vượt qua được cái vùng này, nhưng mà cái vùng kháng cự ấy, cái vùng kháng cự đỉnh cũ của nó cũng ngay ở trên đầu quanh cái vùng 1080, 1090. Rồi trên đầu của nó vẫn còn khá là nhiều vùng kháng cự đỉnh cũ cao nhất ở trong cái giai đoạn nửa năm trở lại đây là cái vùng 1115. Thì đây là những cái vùng kháng cự khá là cứng. Thì trước mắt index nó sẽ cần phải chinh phục cái vùng 1083. Thì nó vừa mới vượt qua được cái vùng kháng cự này thì nhiều khả năng nó sẽ có những cái phiên điều chỉnh tích lũy hạ nhiệt sau một cái phiên tăng mạnh ở trong ngày hôm qua anh chị nhé. Đấy, nó sẽ điều chỉnh tích lũy ở đây. Đấy, để tiếp tục lấy đà nó vượt qua được cái vùng kháng cự này để hướng đến vùng kháng cự 1090, để hướng đến cái vùng đỉnh cũ quanh cái vùng 1116. Thì index ở thời điểm hiện tại Nam đánh giá là đang khá tích cực về cái chỉ báo indicator. Thì mọi người có thể thấy là cái đường MACD thì hiện tại là đang ở trên không và đang có cái xu hướng hướng lên. Đấy, thanh khoản thì gia tăng trong phiên ngày hôm qua thì là những cái tín hiệu khá là tích cực cho index. Đấy, tuy nhiên thì nó sẽ vẫn cần thêm vài phiên để tích lũy, ít nhất là trong khoảng 2 đến 3 phiên để cái đường TKAN và Kijun ở trên cái theo cái góc nhìn Ichimoku nó tiệm cận lại với nhau, sau đó nó hợp bích nó đi lên thì chúng ta sẽ có một cái xung lực tăng mới để nó vượt qua được cái vùng kháng cự trong ở thời gian tới là cái vùng 1080, 1090 để nó tiến về cái vùng đỉnh cũ anh chị nhé. Đây là cái vận động ở trong ngắn hạn của index thì Nam đánh giá là tương đối là tích cực. Ok, thì các anh chị cảm thấy cái chia sẻ của Nam là hữu ích thì mọi người có thể để lại một lượt like, một lượt subscribe để ủng hộ tinh thần cho Nam để tiếp tục ra các cái bản tin vào buổi sáng để phục vụ các anh chị nhà đầu tư. Thì trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, nhìn về cái góc nhìn trong ngắn hạn thì có thể là chúng ta sẽ có những cái nhịp mà index nó sẽ đò điểm và nó sẽ test lại các cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng 1070, 1000 sâu hơn là cái vùng 1068 là các cái vùng hỗ trợ khá là tin cậy của index trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì anh chị hoàn toàn có thể canh những cái nhịp rung lắc để mua và hãy tập trung vào những cái nhóm cổ phiếu đang được vĩ mô hỗ trợ. Ví dụ như nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản khu công nghiệp, nhóm dầu khí đang điều chỉnh tích lũy cũng là cái cơ hội mà anh chị có thể mua. Rồi nhóm đầu tư công cũng tương tự như vậy anh chị nhé. Ok, thì cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi cái bản tin sáng của Nam. Thì các anh chị cảm thấy chia sẻ thì các anh chị nhớ để lại một lượt tim, lượt like. Các anh chị nếu như không biết comment gì thì nhớ để lại cho Nam một cái quả tim ở dưới mục bình luận anh chị nhé. Anh chị nào mà chưa có người đồng hành trên chặng đường đầu tư, muốn về với đội của Nam thì có thể liên hệ với Nam theo số điện thoại đang chạy trên màn hình, hoặc là mở một cái tài khoản VPS, hoặc là chuyển ID về Nam quản lý theo mã ID R808 là mọi người có thể vào trong các cái Zoom VIP để chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành, cùng nhau kiếm tiền trong thời gian sắp tới mọi người nhé. Ok, cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái livestream này của Nam. Xin chào các anh chị và chúc anh chị có phiên giao dịch mới ngày thứ 3 thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các cái buổi livestream vào 20 giờ 20 phút mỗi tối và các cái video sắp tới của Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.